Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Tìm hiểu dĩ nhòm qua những sự thật mà anh em cần phải biết. Từ trước đến nay có rất nhiều anh em khi than nhông sinh dĩa thường lựa chọn cái dĩ nhòm để dụng cho các chiếc xe cừ của mình, mặc dù mức giá cao hơn cái phần dĩa sắt nhiều lần. Nó mang lại những gì mà khiến cho bài cờ thích thú đến như vậy? Một cái chiếc dĩ nhôm tốt lắp cho các dòng xe con tài hồng 150cc cũng có mức giá hơn 500.000 đồng, đắt gấp 3 lần với một cái dĩa thép bình thường. Nhưng sự thật là nó không bền bằng cái dĩa thép. Trung bình một cái chiếc dĩ nhôm tốt hay được gọi là dĩ nhôm 705 thì có thể chạy được khoảng đường từ 20.000 đến 25.000 km là anh em phải nghĩ đến cái chuyện đã thay thế. Trong khi một cái chiếc dĩa thép tốt như là Honda chẳng hạn, anh em có thể chạy hơn là 40.000 km là chuyện rất bình thường. Một cái dĩa đắt độ bền lại không bằng, tại sao anh em vẫn chọn và vẫn thích? Một điều không thể phủ nhận là dĩa nhôm thường có thiết kế đẹp mắt và chúng cũng được sơn rất nhiều màu sắc để anh em có thể dễ dàng lựa chọn theo màu sắc của chiếc xe hay nhu cầu cái cách phối màu mà anh em đang lựa chọn. Nói về đồ đẹp, đương nhiên là ăn đứt cái dĩa thép. Dĩa nhôm nhẹ hơn gấp nhiều lần so với dĩa thép nên thường được anh em sử dụng trên những cái chiếc xe đồ để giảm trọng lượng, giúp chiếc xe tốc nhanh hơn. Dĩa nhôm cũng cho độ bền là im ái, khi chiếc xe chạy cũng rất là tuyệt vời. Đó là những cái mặt lợi của một cái chiếc dĩa nhôm mang lại khi anh em thay thế. Còn có những khuyết điểm lớn nhất như mình nói ở phía trên là nó đắt và nhanh mòn hơn. Cái dĩa nhôm nhanh mòn, khả năng chịu nhiệt cũng kém, nên sử dụng anh em cần phải vệ sinh và xịt cái dung dịch bảo dưỡng thường xuyên hơn. Dĩa nhôm sẽ nhanh bị mòn hơn khi bám nhiều cái đất cát hoặc là khi bị khô cái chất bôi trơn. Sự thật là trên thị trường hiện nay có rất nhiều cái loại dĩa nhôm kém chất lượng được giới thiệu làm từ nhôm siêu cứng 705, nhưng là không phải. Những cái chiếc dĩa này được làm từ nhôm 6 mềm hơn nên có độ bền là rất kém. Đã có rất nhiều chiếc xe đã bị bể dĩa tải khi đang chạy do là cái nhấn phải những cái loại đĩa là kém chất lượng. Do được làm rất là tinh vi nên việc khó mà phân biệt được nên em phải mua ở những nơi bán hàng uy tín. Thế mình đánh giá, nếu em chơi xe kiển thì vẫn nên gắn cái dĩa nhôm cho đẹp. Chạy xe tà tà trong phố là cũng ổn. Còn dùng để đi tour hay chạy những cung đường dài thì mình khuyên anh em dùng cái dĩa thép cho chiếc xe chắc ăn hơn. Cái dĩa thép bền, độ cứng cũng tốt, không cần phải bảo dưỡng là quá nhiều, giúp anh em yên tâm hơn khi chạy đường dài. Nếu anh em cần ngon bổ rẻ thì cũng dùng dĩa thép, còn muốn đẹp nhẹ thì dùng cái dĩa nhôm. Cảm ơn các bạn đã dõi clip này, để kiếm tiếp nhớ like, share, subscribe.